Đây, mọi người đang ăn sáng ở ngoài. Các nhà hàng quán bar được mở cửa rồi nhưng mà không có cho ngồi ở trong nhà ăn, nên phải ra ngoài ngồi ăn đi này. Đó. Yanni. Hello. Xin chào. My wife, Susie. Sushi mà bà đi về đi. Xin chào các bạn. Hôm nay được ra ngoài ăn sáng nè. Hôm nay nhà hàng ở Ý được mở cửa và quán bar được mở cửa. Đây mình giới thiệu bữa sáng kiểu Ý nè. Cappuccino. Đó. E croissant. Người Ý người ta ăn sáng là ăn đồ ngọt đó các bạn, không ăn đồ mặn đó, nhưng mà mình chỉ thích ăn đồ mặn thôi, giống như ăn phở của Việt Nam mình là rất là ngon. Ngày hôm nay hai vợ chồng đi chợ trời ở Ý. Cái chợ này á, một tuần á người ta sẽ họp chợ vào ngày chủ nhật đó các bạn, đó buổi sáng thôi, từ 7 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa. Đó là thời gian họp chợ. Mà đi chợ trời vui lắm các bạn ơi, mình thích đi lắm. Trời ơi chợ trời nhá. Mình có thể xem đồ này nè, thử đồ kia nè, mà có thể được trả giá nữa đó. Nói vui vậy thôi chứ trả giá ở bên Ý thì không có được, nhưng mà nếu mà mình đến cái quầy hàng của người Hoa nè, người Bangladesh hoặc là người Ấn Độ á, thì mình có thể trả giá chút chút cho nó vui thôi. Bây giờ mình ăn sáng xong rồi mình sẽ giới thiệu với các bạn chợ trời ở Ý như thế nào nha. Ok, bây giờ mình ăn sáng nha. Vào mỗi buổi sáng chủ nhật từ 7 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa đó. Hôm nay mình sẽ giới thiệu chợ trời ở Ý nha. Gianni. Xin chào. Qui siamo nel paese di Traversetto, dove ogni domenica viene fatto un grande mercato con tutte le bancarelle di vestiti, di altri prodotti della casa. Trong người nè, vì ngày đầu tiên mở lại chợ đó các bạn. Quando lo vuoi te lo do. Mùa hè sắp tới rồi nên bán những cái món hàng như quần áo như vậy các bạn. Ti prendo io. No no no. Bán những mặt hàng đặc biệt. Trời ơi hôm nay gió quá à. Bán rau củ quả luôn các bạn, bán đầy đủ luôn đó. Hôm nay chợ đông quá các bạn, vì ngày đầu tiên á được mở cửa trở lại sau mấy tháng á, nên chợ người ta đi đông ghê luôn nè. Một tuần mở đúng một ngày chủ nhật thôi. Đó, các bạn thấy không, đông lắm. Nhưng mà ai cũng đeo khẩu trang hết nha, rất là an toàn luôn á. Ai cũng phải đeo khẩu trang hết, rửa tay thường xuyên. €39 một đôi giày á các bạn. Giày sandal đi mùa hè €75 một đôi. Trời ơi hôm nay sao mà mắc quá. €75 một đôi các bạn. Năm nay model là màu hồng hay sao á mà đẹp quá nè. Nguyên một cái tiệm này bán màu hồng không? Cái áo này đẹp ghê các bạn. Màu hồng nè.
la gente che si che si rischia di bere. C'è molta roba. Già preso, già lì. Ma qui dico. Bán táo quá trời luôn các bạn. Táo thơm. €12. Đó. Những cái cửa hàng này á các bạn, là người ta sẽ bỏ lên cái xe này nè, khi mà xong chợ đó, ngày 1 giờ chiều đó thì bắt đầu người ta sẽ bỏ lên cái xe này và người ta chở đi chỗ khác, rồi bắt đầu chủ nhật người ta lại họp chợ một lần nữa. Đó là những cái xe đẩy này là chở hàng đó các bạn, sau lưng mình nha, những cái xe đó. Cái cửa hàng này là bán đồ lựa đó các bạn, muốn lựa cái gì lựa, 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng đó, cái khúc đó phải đó là quần áo đó. Đó bên đây, đứng đây này, lựa tới lựa lui, muốn mua gì mua, 1, 2, 3, 4 đồng. Cửa hàng bán hoa nữa. Cái váy này là €50 các bạn, €50 cái váy đó. Cái đầm này €250. Mà hôm nay đông quá nên chưa có mua sắm được cái gì hết trơn đó đó. Ngày đầu tiên mở lại chợ cho nên mọi người bu lại mà đi mua, đông ơi là đông luôn các bạn. Mà hôm nay trời lại đẹp nữa. Đó là sau lưng mình là trời đông quá, mình phải kiếm một cái chỗ nào mà đứng không có ai đó để mình quay phim. Đấy các bạn thấy chợ trời của Ý chưa? Đó, nửa năm nay không mở lại chợ, bây giờ mở lại trời ơi nó đông nghẹt luôn. Đây bây giờ đeo khẩu trang vào nè. Khi mình nói tiếng Việt á, người ta đi người ta nhìn mình quá trời luôn. Đây là nhà thờ đó. Khắp nơi ở nước Ý có nhà thờ, khắp nơi mọi ngõ ngách. €6 một cái bóp các bạn. Đẹp ha, €6. Ăn kìa, sốt nè. Che vengono sushi, guarda chi c'è, guarda chi c'è. Ah, ciao, Gianni. Prendiamo anche Nova, sì, dai. Sì, sì. Ciao Nova, come va? Finisce. Bene, l'importante è star bene, poi. Prego, 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 belle sciarpe, anche belle borse. Oddio. Belle borse. À, một vòng đi tham quan chợ trời ở Ý, mệt quá các bạn ơi. Hôm nay không thu hoạch được gì hết, không mua được gì hết vì rất là đông người luôn. Mình thì bây giờ lại sợ đến những cái cửa hàng đông người nên không mua được gì hết rồi. Video ở đây xin tạm ngừng các bạn.
Đó, mình đang đứng ở cửa hàng bán túi sách, giỏ sách đây. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới nha. Xin chào, see you again. Isabella Phạm Channel. Isabella Phạm Channel. Các bạn ủng hộ mình bằng cách like, đăng ký nha. Iscriviti.